Trên thế giới, quan chức tài chính Mỹ bí mật đến Trung Quốc vào tuần trước. Chuyên gia đánh giá cao ứng viên lãnh đạo Ngân hàng Thế giới của Mỹ. Hoàng tử Harry không còn nhà trong hoàng gia. Thiên nhiên hoang dã đang đối mặt ngày càng nhiều chất thải hóa học. Tại Việt Nam, tăng nhập khẩu thịt gà mặc dù nguồn cung trong nước dồi dào. Lãi suất huy động sắp giảm đồng loạt. Gần 60 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động, tình trạng ùn tắc kéo dài. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đấu giá gần 3.800 căn hộ ở đất vàng Thủ Thiêm. Mở đầu là các thông tin đáng chú ý trên thế giới, thưa quý vị. Theo truyền thông phương Tây, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bí mật gặp đối tác Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh vào tuần trước. Điều này phản ánh mong muốn tiếp tục duy trì các kênh liên lạc mở với Trung Quốc của Bộ Tài chính Mỹ. Cụ thể, thì ông Robert Capross, phó trợ lý bộ trưởng phụ trách châu Á, đã tổ chức các cuộc thảo luận nhằm cải thiện khả năng hợp tác giữa hai nước về vấn đề kinh tế vĩ mô cũng như những thách thức toàn cầu nói chung. Tờ Wall Street Journal thông tin, đây là chuyến công tác bình thường và không phải để chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen. Bà Yellen nói với các phóng viên vào tuần trước rằng việc liên lạc giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu là rất quan trọng với phần còn lại của thế giới. Một số cam kết giữa Washington và Bắc Kinh đã bị đình chỉ sau vụ bắn rơi kinh khí cầu bị nghi của Trung Quốc khi đang lơ lửng trên lục địa Hoa Kỳ, khiến chuyến thăm Trung Quốc đã được lên kế hoạch trước đó của bà Yellen và Ngoại trưởng Antony Blinken bị hoãn. Ngoại trưởng Blinken hôm 1 tháng 3 thông tin, ông không có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Nga hay Trung Quốc trong các cuộc họp của G20 tại New Delhi vào tuần này. Bà Yellen thì thông báo không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về chuyến thăm Trung Quốc của mình, đồng thời nói thêm, tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận vào thời điểm thích hợp. Theo một số nguồn tin, người được Tổng thống Joe Biden chọn để đứng đầu Ngân hàng Thế giới là cựu giám đốc điều hành MasterCard, ông Ajay Banga, đã gặp các quan chức ngân hàng này vào ngày 1 tháng 3. Tổng thống Biden tuần trước đã đề cử chuyên gia điều hành doanh nghiệp 63 tuổi gốc Ấn Độ làm lãnh đạo tiếp theo của Ngân hàng Thế giới, với hy vọng ông sẽ giải quyết tốt hơn vấn đề biến đổi khí hậu. Các chuyên gia đánh giá cao kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo của ông Banga, cũng như sự sẵn sàng tham gia một cách cởi mở của ông trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu hiện nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cũng cho biết bà rất hài lòng với những đánh giá tích cực từ các quan chức tài chính của nhóm G20 đối với ông Banga. Ông đã giành được nhiều lời khen vì công việc chuyển đổi ở MasterCard cũng như giúp người dân các nước đang phát triển thoát khỏi đói nghèo. Là cổ đông lớn nhất của Ngân hàng Thế giới với 16,35%, Hoa Kỳ có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với các chính sách. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới thường là người Mỹ và có sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ. Moldova và Romania hôm 1 tháng 3 đã cam kết tăng cường quan hệ kinh tế trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn diễn biến phức tạp. Romania nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của Moldova. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 2, Thủ tướng Moldova Dorin Dracian đã hội đàm với Tổng thống Romania Klaus Iohannis và Thủ tướng Nicolae Gunge. Moldova liên tục chao đảo nền kinh tế do hậu quả cuộc chiến Ukraine. Quốc gia giáp ranh cả Moldova và Romania, cộng căng thẳng với Nga đã khiến cho lượng dầu thô giá rẻ nước này mua từ Nga bị ngắt quãng. Hoạt động kinh doanh ở hai bờ sông Prut được diễn giải bằng cùng một ngôn ngữ. Thủ tướng Moldova Dracian nói trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng chủ nhà, đề cập đến con sông ở biên giới hai nước và việc cả hai đều sử dụng tiếng Romania làm ngôn ngữ chính thức. Thủ tướng Dracian nói tiếp, chúng tôi sẽ sớm tích hợp thị trường tài chính của mình vào EU. Thị trường vốn của Romania có thể sớm liên thông với Moldova. Tôi kêu gọi các doanh nhân từ cả hai bờ sông Prut đẩy mạnh hợp tác phát triển và tận dụng tất cả tiềm năng kinh tế mà hai bên đang có. Phát ngôn viên Hoàng gia Anh vừa cho biết hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle không còn được sinh sống trong ngôi nhà của họ nằm ở trong khu vực phức hợp của hoàng gia. Cụ thể thì ngôi nhà Frogmore Cottage đã được tân trang lại với chi phí được báo cáo là 2,4 triệu bảng. Ngôi nhà hiện được cấp cho hoàng tử Andrew, anh trai bị thất sủng của vua Charles đệ nhị. Phát ngôn viên của vợ chồng hoàng tử Harry hiện đang cư trú tại Mỹ cũng xác nhận vụ việc. Cha của Harry là nhà vua Charles từ lâu ủng hộ chế độ quân chủ tinh gọn hơn, đã tiến hành cải tổ gia đình hoàng gia kể từ khi mẹ ông qua đời vào tháng 9 năm 2022. Nhà viết tiểu sử không chính thức của Harry và Meghan, ông Omid Scobie trích dẫn các nguồn tin cho biết, vợ chồng hoàng tử Harry có thời gian đến mùa hè năm nay để di dời toàn bộ tài sản cá nhân. Được biết, vợ chồng hoàng tử Harry và Meghan chuyển đến California sinh sống vào năm 2020 sau khi đột ngột từ bỏ cuộc sống hoàng gia. Kính thưa quý vị, giám đốc điều hành của Tesla, tỷ phú Elon Musk mới đây cho biết họ sẽ mở một nhà máy rất lớn ở Mexico nhằm đẩy mạnh sản xuất xe điện trên toàn cầu.
Chính phủ Mexico hôm 1 tháng 3 thông báo Tesla đã chọn bang biên giới phía Bắc Nuevo León để xây nhà máy mới trị giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ, gọi đây là nhà máy sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Tỷ phú Musk nói tiếp tại một sự kiện ở Texas, Tesla sẽ tăng sản lượng tại tất cả các nhà máy lớn của mình. Công ty đã vạch ra kế hoạch cắt giảm một nửa chi phí lắp ráp đối với các thế hệ ô tô tương lai và thảo luận về sự đổi mới trong quản lý các hoạt động từ sản xuất đến bảo trì. Sau khi nhà máy ở Mexico xây xong thì công suất toàn cầu của Tesla sẽ là 2 triệu xe mỗi năm. Thông báo của tỷ phú Musk là tuyên bố đầu tiên của Tesla về kế hoạch xây nhà máy ở Mexico sau nhiều tháng báo chí suy đoán về các cuộc gọi giữa ông và Tổng thống López Obrador. Dự án này đánh dấu khoản đầu tư lớn nhất trong chuỗi các khoản đầu tư xe điện gần đây vào nền kinh tế lớn thứ hai của Mỹ Latin. Trước Tesla thì BMW, General Motors và Ford đều công bố kế hoạch bắt đầu hoặc tăng cường sản xuất xe điện ở Mexico. Nhà máy của Tesla dự tính sẽ tạo ra 6.000 việc làm tại Nuevo León và đang xem xét sản xuất pin cho xe điện ở trung tâm đất nước. Sau khi Microsoft phối hợp ra mắt phần mềm ChatGPT, rất nhiều công ty đã tham gia cuộc đua trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra các sản phẩm đột phá tương tự. Đến nay thì Microsoft đã tiến xa nhất trong việc cung cấp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho người dùng. Họ cam kết bơm hàng tỷ đô la vào OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT. Nhà sản xuất Windows cũng đang tích cực thử nghiệm phiên bản mới nhất của công nghệ GPT-3 của OpenAI với kế hoạch thêm công cụ này vào thanh tác vụ của Windows 11 để dễ truy cập. Microsoft đang có kế hoạch bổ sung GPT-3 vào bộ Office của mình, bao gồm cả Word cũng như trình duyệt Edge. Việc triển khai sẽ đảm bảo khả năng tiếp xúc tối đa với công nghệ, bất chấp những tranh cãi về mức độ sẵn sàng của AI đối với công chúng. Cảm thấy áp lực từ Microsoft, Google vào tháng 2 đã tiết lộ về Bard, một robot trò chuyện giống như ChatGPT, được cung cấp bởi mô hình ngôn ngữ lớn của riêng họ có tên là LaMDA. Gã khổng lồ tìm kiếm có trụ sở tại California cho biết họ đang làm việc với một phiên bản nhỏ hơn của LaMDA để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm và đảm bảo rằng các phản hồi của Bard đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng. Google nói các tính năng cho AI cung cấp sẽ sớm được triển khai trong công cụ tìm kiếm thống trị thế giới của mình, mặc dù vẫn chưa rõ ràng về cách thức và thời điểm cụ thể. Giám đốc điều hành Google, ông Sundar Pichai nói, điều quan trọng là chúng tôi mang những trải nghiệm bắt nguồn từ các mô hình này ra thế giới một cách táo bạo và có trách nhiệm. Tại YouTube thuộc sở hữu của Google, giám đốc điều hành Neil Mohan cho biết, AI tổng quát sẽ sớm được cung cấp cho những người sáng tạo nội dung để mở rộng cách kể chuyện và nâng cao giá trị sản phẩm. YouTube đã dành thời gian để phát triển các tính năng này với nhiều biện pháp bảo vệ chu đáo. Một ông lớn công nghệ khác là Meta, công ty mẹ của Facebook, đã thực hiện cách tiếp cận thận trọng hơn, ít nhất là công khai, đối với AI như ChatGPT, dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội của mình là Facebook, WhatsApp và Instagram. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg ngày 27 tháng 2 cho biết, công ty của ông đang tạo ra một nhóm ứng dụng để tăng tốc và xử lý nhanh gọn công việc của công ty. Meta cũng công bố một mô hình ngôn ngữ lớn sẽ được cung cấp cho các nhà nghiên cứu như một công cụ mã nguồn mở, không giống như ChatGPT có công nghệ bí mật. Nhiều ông lớn khác cũng đang phát triển mô hình AI của riêng mình như Snapchat, Baidu, Tencent, Twitter hay Tesla. Từ gấu trúc, sư tử biển đến hổ, hàng trăm loài động vật hoang dã trên toàn cầu bị ô nhiễm bởi rác thải hóa học độc hại. Theo báo cáo từ dự án PFSA của nhóm công tác môi trường EWG, cụ thể thì trên cơ thể của hơn 300 loài động vật hoang dã được phát hiện có hóa chất độc hại. Tài liệu của hơn 125 nghiên cứu khoa học, trong đó có một cuộc điều tra chuyên sâu ở châu Âu, đã tiết lộ có hóa chất perfluoroalkyl và polyfluoroalkyl ở 17.000 địa điểm thiên nhiên trên khắp lục địa. Trong tài liệu có đoạn, việc phát hiện những chất độc hại do con người sản xuất này ở trong cơ thể động vật và ở môi trường tự nhiên đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Những chất hóa học này được phát hiện lần đầu vào những năm 1940. Chúng thường được sử dụng trong thiết bị nấu chống dính. Báo cáo cũng cho thấy ô nhiễm hóa chất đang hiện diện trong không khí, nước và đất. Chúng gây ra những rủi ro lớn về sức khỏe, bao gồm cả bệnh ung thư cho con người. Chào mừng quý vị, chúng ta cùng chuyển sang các thông tin kinh tế trong nước trong bản tin ngày hôm nay. Trong nhiều năm gần đây thì số lượng thịt gà nhập khẩu tăng trưởng nhanh chóng, khiến cho thịt gà trong nước phải cạnh tranh khốc liệt với gà nhập. Cụ thể thì kể từ khi ký các hiệp định thương mại tự do FTA thì thịt nhập khẩu khi đưa vào thị trường Việt Nam sẽ được loại bỏ hoàn toàn thuế quan. Điều này đã dẫn đến tình trạng cạnh tranh khốc liệt của thị trường thịt gà trong nước khi giá thịt gà nhập khẩu vẫn luôn duy trì ở mức thấp. Chỉ tính riêng trong năm 2022 thì Việt Nam nhập khẩu khoảng 178.000 tấn thịt gà, trị giá
giá 237 triệu đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại thì chỉ xuất được 1.000 tấn với tổng trị giá 2,2 triệu đô la Mỹ. Thị trường chăn nuôi gà ở Việt Nam đang chịu cả sức ép khá lớn về giá cả khi cạnh tranh với sản phẩm thịt gà nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó thì người chăn nuôi gà trong nước đang đối diện với chi phí chăn nuôi liên tục tăng cao, giá xuất chuồng biến động ở mức thấp. Hiện thì nhiều người chăn nuôi vẫn đang gánh lỗ nhưng chưa dừng ở đó vì giá thức ăn có nguy cơ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mới đây thì cơ quan thực thi ngoại thương UPCI thuộc Bộ Kinh tế Mexico đã ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá với thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó thì mức thuế sẽ được điều chỉnh giảm xuống mức 0% đến 10,84%. Đại diện Bộ Công Thương cho biết trong suốt quá trình diễn ra vụ việc, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico thông qua các kênh khác nhau để bày tỏ quan điểm và đề nghị Mexico không sử dụng phương pháp tính toán bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Mexico là thị trường xuất khẩu thép mạ mới nhưng rất tiềm năng của Việt Nam trong thời gian tới và là thị trường chủ lực mặt hàng này ở châu Mỹ. Vì vậy, việc UPCI giảm thuế chống bán phá giá giúp các doanh nghiệp thép Việt Nam có thể tiếp tục cạnh tranh và xuất khẩu sang Mexico. Vụ việc này được Mexico khởi xướng từ cuối tháng 8 2021 dựa trên đơn kiện của ngành sản xuất trong nước. Ngày 14 tháng 9 năm 2022, UPCI đã ban hành kết luận sơ bộ với mức thuế chống bán phá giá áp chung cho thép mạ nhập khẩu từ Việt Nam là 0-12,34%. Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, trong năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khoảng 170 triệu đô la Mỹ sản phẩm bị điều tra sang Mexico. Năm 2021, trị giá xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 2 lần, lên khoảng 370 triệu đô la Mỹ. Theo lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho biết, các ngân hàng đã và sẽ đồng loạt giảm lãi suất huy động 0,5% một năm, tạo cơ sở giảm thêm lãi suất cho vay thời gian tới. Cụ thể, các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ giảm toàn bộ 0,5% lãi suất huy động so với bảng lãi suất hiện hành. Mức giảm lãi suất sẽ áp dụng đối với các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Riêng nhóm ngân hàng thương mại nhà nước thì mức giảm lãi suất vào khoảng 0,2% so với mức lãi suất hiện hành. Động thái giảm lãi suất lần này được cho là đặc biệt hơn giai đoạn trước bởi lãi suất cho vay giảm trước và nhanh hơn lãi suất huy động. Trên thực tế, lãi suất cho vay đã giảm từ 1 đến 2% trong vài tuần qua, tức là ngân hàng đã chấp nhận hy sinh quyền lợi trước khi giảm lãi suất huy động. Hiện thì các ngân hàng đang có những gói hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp, không phải chỉ hỗ trợ cho vay ngắn hạn mà còn cho vay cả vốn lưu động, vốn trung và dài hạn, tùy theo đánh giá tín nhiệm và ngành nghề. Thưa quý vị, hiện thì giá các mặt hàng phân bón đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm qua sau thời gian neo ở mức cao. Cụ thể thì ghi nhận trên thị trường, phân kali giảm 15% so với đầu năm, phân ure giảm từ 25-30%. Đây cũng là mức giá thấp nhất của ure trong vòng 2 năm qua. Tuy vậy thì so với mức đỉnh trong năm 2022, giá các loại phân bón vẫn ở mức cao so với các mức trong lịch sử. Giá phân bón giảm mạnh là do chi phí khí đốt tự nhiên, nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân bón và nhu cầu của nông dân cùng giảm. Cùng với đó là việc Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại và không còn hạn chế xuất khẩu 29 loại phân bón, nguồn cung phân bón trên thị trường thế giới không còn tình trạng khan hiếm cục bộ, theo đánh giá của Hiệp hội Phân bón Việt Nam. Trong khoảng 2 năm qua thì giá phân bón đã tăng kỷ lục gấp 2,5 đến 3 lần, có thời điểm cao nhất trong vòng 50 năm đã khiến cho nông dân không chịu được nhiệt, phải bỏ ruộng hoặc cắt giảm sản xuất. Câu chuyện đăng kiểm ô tô vẫn đang tiếp tục nóng thưa quý vị, khi tới nay cả nước có gần 60 trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động. Theo đó, thì Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến ngày 1 tháng 3, toàn quốc có 281 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 59 trung tâm tạm dừng hoạt động, bao gồm 51 đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và 8 đơn vị dừng do không đủ điều kiện hoạt động. Những ngày qua, ghi nhận tại nhiều trung tâm đăng kiểm tại các thành phố lớn, tình trạng ùn tắc đăng kiểm vẫn tiếp diễn. Có thể thấy với tình hình trên thì nguy cơ đứt gãy dẫn đến đổ vỡ hệ thống đăng kiểm xe cơ giới đang trở thành hiện hữu. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, toàn hệ thống đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước trước đây có hơn 2.000 đăng kiểm viên, bao gồm cả trạm của Cục, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị tư nhân. Đến nay cũng thiếu khoảng gần 500 đăng kiểm viên, trong đó có nhiều đăng kiểm viên bậc cao. Trước tình hình khủng hoảng nhân sự đăng kiểm thì Cục Đăng kiểm cử nhân viên khởi tố được tại ngoại làm việc tại các trung tâm đăng kiểm. Chuyển sang thông tin về ngành du lịch. Trong 2 tháng đầu năm thì ngành du lịch đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 36,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Dù ghi nhận tăng trưởng mạnh, tuy nhiên con số trên vẫn chưa bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có dịch Covid-19. Về thị trường thì có hơn 1,29 triệu lượt khách đến từ châu Á, chiếm 71,7%, khoảng 242.500 lượt khách từ châu Âu, chiếm 13,4%. Trong đó thì lượt khách đến nước ta theo đường hàng không chiếm nhiều nhất với hơn 1,6 triệu lượt, tăng gấp 37,8 lần so với cùng kỳ 2022. Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy,
Tổng doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 4.700 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước do nhiều tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động khai xuân trở lại sau dịch Covid-19. Đây cũng là yếu tố thu hút khách du lịch. Sau 3 lần đấu giá không thành công thì sắp tới đây thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đấu giá 3.790 căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các căn hộ trên thuộc khu tái định cư Bình Khánh, được xây dựng kể từ năm 2013 và cơ bản được hoàn thành vào năm 2015. Dự án thực hiện nhằm phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và tới nay thì hàng ngàn căn hộ tại đây vẫn bị bỏ hoang, không có cư dân sinh sống. Nguyên nhân đấu giá 3 lần trước không thành công theo các chuyên gia là do thành phố Hồ Chí Minh đề ra chủ trương khó, không xé lẻ mà muốn bán trọn các lô và thu tiền trong một lần. Từ đó đối tượng tham gia cũng trở nên hạn chế, gặp khó khăn khi giải quyết bài toán về tài chính, ngân sách. Cũng liên quan đến lĩnh vực bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo chính phủ về việc triển khai xây dựng nghị quyết thay thế nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì có một nội dung đáng chú ý là đề xuất trước đó của thành phố Hồ Chí Minh về việc đánh thuế nhà đất thứ hai tại thành phố. Tuy nhiên thì đề xuất này đã không còn được đưa vào dự thảo nghị quyết mới nhất. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất đánh thuế cao đối với người sở hữu nhà ở thứ hai trở lên là cơ chế tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố và kết quả thí điểm là cơ sở xem xét áp dụng trên phạm vi rộng hơn. Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến tham vấn các đơn vị liên quan cho thấy còn một số vấn đề bất cập. Đơn cử như chính sách này có thể không đảm bảo tính công bằng trong nhiều trường hợp, như chỉ có một nhà ở, đất ở có diện tích lớn hoặc giá trị lớn thì không bị đánh thuế, trong khi người có hai nhà ở, đất ở trở lên thì có diện tích hoặc giá trị nhỏ lại bị đánh thuế. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tạp chí Today Life ngày hôm nay. Phi Yến chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.